Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 228 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kiều Trần cũng đã luyện hóa được Bát Đế Khô Lỗi. Cuối cùng Kỳ Linh cũng đã luyện hóa xong thành công Khô Lỗi Kiếm. Tin tức tình báo mà bọn hắn hỏi Khô Lỗi có được đều không sai biệt lắm. Vèo, nhà gỗ thời gian cũng được thu lại. Kỳ Linh, Kiều Trần sóng vai đứng đó. Sau lưng bọn hắn có ba Khô Lỗi đế cấp. Đến rồi kìa. Kỳ Linh nhìn về phía chân trời xa xa. Phía cuối chân trời có 11 đạo lưu quang đang cùng lúc bay tới. Cầm đầu chính là ba gã ngân sắc giả. Khí tức của ba gã ngân sắc giả rất đặc biệt, không giống như tính mạng chính thức, ngược lại lại giống như một loại khô lỗi. Toàn thân bọn hắn toàn thân đều là màu bạc, khiến cho Kiều Linh không kìm lòng được mà nghĩ tới một hình người sinh vật đã từng nhìn thấy qua. Đó là sinh vật hình người mà hắn đã từng nhìn thấy ở trong động quật Ngô Tinh Hải. Sinh vật hình người kia cao 108,000 trượng, toàn thân ngăm đen, lúc ấy ngực có 8 lỗ thủng. Lúc trước Kỳ Linh và Kiều Trần chính là từ trong lỗ thủng kia bay ra. Ta có cảm giác ba gã ngân sắc giả trước mặt này cùng với tên sinh mệnh hình người ngăm đen kia rất giống nhau. Kỳ Linh nghĩ ngợi nói, bất quá loại uy áp này lại khác biệt đi rất nhiều. Dù sao tên sinh vật hình người ngăm đen kia giết một gã chúa tể tại chỗ, lại làm cho một gã chúa tể khác bị trọng thương rồi cuối cùng mới chết đi, cho nên so với ngân sắc giả trước mặt này sẽ mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Bạc Minh, Kiều Trần ở bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc truyền âm nói, ba tên ngân sắc giả kia khiến cho ta nghĩ tới sinh vật hình người ngăm đen trong động quật. Đúng vậy, rất giống, Kỳ Linh truyền âm nói. Xem ra ba đại gia tộc này và Tây Tư tộc quả nhiên có liên quan rất lớn. Có lẽ bọn chúng so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Làm sao bây giờ đây? Kiều Trần hỏi. Cứ dựa theo phương pháp thứ nhất mà ứng phó thôi, Kỳ Linh nói. Oanh! Ở bên trong hình chiếu thế giới rộng lớn, dãy núi liên miên không ngớt, nước sông cuồn cuộn, Cự Kiếm Sơn ở trong trung ương là thứ khiến cho người ta dễ chú ý nhất. Hình chiếu thế giới khổng lồ này hùng hăng chấn áp lên bên người ba gã ngân sắc giả và 8 cỗ khô lỗi đế cấp. Lập tức tốc độ của 8 cỗ khô lỗi đế cấp bắt đầu giảm mạnh. Ba gã ngân sắc giả vẫn bảo trì tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như trước. Dưới hình chiếu thế giới của ta chấn áp mà tốc độ của ba người bọn hắn không có giảm bớt một chút nào hay sao? Kỳ Linh thầm giật mình. Lại chấn áp tiếp nào? Kỳ Linh tâm ý khẽ động. Ầm ầm, 9 đầu giao long bay ra bắt đầu quấn quanh lẫn nhau. Kỳ thực uy lực của Thủy Chi Liên Y của Kiều Trần cũng rất mạnh, đặc biệt là sau khi cảnh giới của Kiều Trần càng ngày càng cao, dùng thành tựu Thủy Chi Nhất Đạo của hắn, một khi thi triển Thủy Chi Liên Y, uy lực so với 9 đại bí thuật của Kỳ Linh cũng coi như cùng một cấp độ. Bất quá uy lực của bí thuật lại không có cách nào trọng đẹp lên nhau được, mà chỉ có thể quấy nhiễu lẫn nhau mà thôi. Oanh! 9 đại bí thuật lại lần nữa bao phủ qua đó. Ba gã ngân sắc giả cũng cảm thấy được lực chớ buộc, thế nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn giữ vững vàng gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như trước. Chỉ là 8 cỗ khô lỗi đế cấp này ở phía sau bọn họ tốc độ lại chậm hơn nhiều, không bằng 50 lần tốc độ ánh sáng. Thậm chí ngay cả phi hành ở giữa không trung cũng vô cùng cố hết sức khó khăn. 8 người các ngươi liên thủ đi, ngân sắc giả Phất Ma tộc trưởng quát. Vâng, vâng, vâng. 8 đại khô lỗi đế cấp đã sớm chật vật lập tức hóa thành khí lưu, rất nhanh đã tạo thành một cái dây thừng 5 màu cùng với một cái dây thừng 3 màu. 5 đại khô lỗi đế cấp phối hợp hoàn mỹ, đây đã là cực hạn của các khô lỗi đế cấp rồi. Uy lực của dây thừng 5 màu cũng rất là lớn. Bất quá 2 cái dây thừng này dưới hình chiếu thế giới 9 đại bí thuật chế buộc, tốc độ vẫn rất chậm như trước. Bởi vì tốc độ của dây thừng 5 màu, dây thừng 3 màu quyết định bởi người chậm nhất trong số bọn chúng. 3 người các ngươi xác định ứng phó được nguy hiểm hay sao? Ta cũng không muốn vừa mới luyện hóa được các ngươi thì các ngươi lại bị cướp đoạt đi rồi. Kỳ Linh truyền âm cho 3 gã khôn lỗi đế cấp ở sau lưng mình. Chủ nhân yên tâm, chúng ta ngăn cản được, Khô Lỗi Kiếm nói. Kiều Trần, một khi thấy tình thế không ổn lập tức thu ba bọn chúng lại,
dù sao khôi lỗi đế cấp cũng rất khó được. Kiều Linh truyền âm nói, cứ giao cho ta. Kiều Trần gật đầu. Kiều Linh lập tức hiện ra ba đầu sáu tay, nắm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, xoẹt xoẹt một cái đã hư không tiêu thất, không còn tung tích. Ba gã ngân sắc giả từ đằng xa nhanh chóng bay tới, cũng có chút kinh hãi. Sao lại biến mất rồi? Tên Bắc Minh đạo quân kia đã biến mất rồi. Ba người bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện ra mình căn bản không tìm thấy được một chút tung tích nào của Kiều Linh cả. Chỉ cần là nơi mà hình chiếu thế giới và chính là bí thuật bao phủ thì chính là phạm vi vô ảnh độn thuật của Kỳ Linh. Cẩn thận, thực lực của Bắc Minh đạo quân này so với chúng ta dự đoán trước đó còn mạnh hơn. Trước đó hắn cũng không thi triển ra độn thuật kỳ dị bậc này. Ngân sắc giả hùng tráng truyền âm trịnh trọng nói, hai vị tộc trưởng của Tức Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc cũng đồng thời cẩn thận. Tuy rằng bọn hắn có tự tin tuyệt đối, thế nhưng nếu như không tìm thấy tung tích của Kỳ Linh cũng làm cho bọn hắn phải đau đầu. Nhanh chóng tới bức bách Bắc Minh đạo quân hiện hình. Ngân sắc giả tóc bạc truyền âm cho tám cố khôi lỗi đế cấp kia. Vâng. Xoẹt. Lập tức dây thừng năm màu nhanh chóng điên cuồng bành trướng, tựa như kiểu trần hình thành sóng biển vậy. Có thể tựa như hải dương thì dây thừng năm màu này cũng có thể hình thành hải dương năm màu, chỉ là phạm vi lại càng lớn, lực chế buộc sẽ lại càng yếu. Chỉ là tốc độ phi hành của dây thừng năm màu quá chậm, chỉ có sau khi bành trướng bao phủ được khu vực đủ lớn thì mới có thể bức bách Bắc Minh đạo quân hiện hình. Ầm ầm, toàn bộ hải dương bằng khí lưu năm màu điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng, trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, trên ức dặm, không ngừng khuếch trương, nhanh chóng tự bao phủ lên trên người ba gã ngân sắc giả. Một tiếng hừ lạnh vang lên, thân ảnh của thiếu niên áo trắng hiện ra. Hắn có ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm, thân thể như kiếm, thi triển ra tích huyết độn thuật, trực tiếp đánh vỡ hải dương khí lưu năm màu, sau đó lao thẳng tới ngân sắc giả nhỏ gầy cách hắn gần nhất kia. Tới rất tốt. Trong mắt ngân sắc giả nhỏ gầy lộ ra vẻ hưng phấn, trong hai tay của hắn đều có nắm một thanh trường tiên màu bạc nhọn hoắt. Xoẹt xoẹt, từng cái gai nhọn hoắt như là ảo ảnh sinh ra tiếng kêu chói tai, đâm về phía Kỳ Linh. Tây Tư tộc ư? Chiến ý của Kỳ Linh cuồn cuộn, sáu thanh Bắc Hồng kiếm hóa thành sáu đạo kiếm hình sương mù, bắt đầu vây công ngân sắc giả nhỏ gầy này. Keng! Kiếm hình sương mù và gai nhọn hoắt va chạm với nhau, chấn động đáng sợ lập tức được sinh ra, tạo thành từng vòng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất dưới tiếng ầm ầm lập tức bị lõm xuống một mảng lớn. Phi Hạc sơn mạch vốn còn sót lại một bộ phận cũng trực tiếp bị nghiền nát dưới cỗ ba động này, mà Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả thổ dân đang ở phía xa xa xem cuộc chiến cũng đều phải sợ ngây người. Thật là đáng sợ, cái này, đây là lực lượng của ba đại gia tộc hay sao? Hóa ra ba đại gia tộc còn có người đáng sợ hơn khôi lỗi đế cấp ư? Đây là lực lượng của người gọi là Bắc Minh đạo quân kia hay sao? Bọn hắn vốn đều vô cùng chấn động. Trước đó Kỳ Linh lấy một địch sáu, giao chiến với sáu cố khôi lỗi đế cấp đã đủ rung động. Thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, dư ba cũng đã ảnh hưởng đến hơn phân nửa Phi Hạc sơn mạch. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh và ba đại gia tộc tộc trưởng giao thủ với nhau, chỉ lần thứ nhất giao thủ thì đã có dư ba tự hủy diệt toàn bộ Phi Hạc sơn mạch, còn khiến cho mặt đất xung quanh Phi Hạc sơn mạch này bắt đầu rạn nứt ra. Uy thế to lớn khiến cho người ta phải sợ hãi. Nếu như gần một chút nữa, như vậy ngay cả bộ đạo quân tứ bộ cũng sẽ lập tức bị chôn vùi. Giờ phút này kỳ thật không đơn thuần là Thiên Gia La và Mã Cát, các cường giả trên khoảng ngôi sao này cũng đều đang xem xét cuộc chiến. Bởi vì Kỳ Linh trực tiếp khiêu khích ba đại gia tộc, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đặc biệt là lần đầu tiên phái đi sau cô khôi lỗi đế cấp lại bị Kỳ Linh đánh bại. Chuyện này lập tức khiến cho các đại gia tộc khác chấn động theo, mỗi một người đều chạy tới chiến trường để ở phía xa xem cuộc chiến. Hóa ra đây mới là lực lượng của ba đại gia tộc. Sáu đại gia tộc thượng đẳng kia còn có những trung đẳng gia tộc ở phía xa xa đang xem cuộc chiến đều phải sợ ngây người. Bọn hắn cảm nhận mình đang hít thở không thông. Ba đại gia tộc có lực lượng cường đại như thế căn bản không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể phản kháng được. Ở sâu trong lòng, bọn hắn cũng muốn đánh bại ba đại gia tộc, trở thành kẻ thống trị của thế giới này. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đã cảm nhận được mình thật vô lực, thực lực chênh lệch quá xa. Bắc Minh đạo quân kia cũng quá cường đại rồi. Bọn hắn kinh hãi lực lượng của ba đại gia tộc, đồng thời
cũng khiếp sợ lực lượng của vị Bắc Minh đạo quân. Lực lượng của Bắc Minh đạo quân đủ để dễ dàng phá hủy bất kỳ một gia tộc nào ngoại trừ ba đại gia tộc này ra. Kỳ Linh và Ngân Sắc Giả nhỏ gầy điên cuồng chém giết vào một chỗ, uy năng đáng sợ va chạm, dư ba bắn ra tứ tán. Lực lượng rất mạnh, cảnh giới cũng rất yếu. Kỳ Linh và Ngân Sắc Giả nhỏ gầy trong tích tắc đã chém giết được hơn trăm chiêu, cả hai người đánh tới ngang tay. Luận lực lượng, đối phương so với Kỳ Linh còn mạnh hơn một mảng lớn, chỉ có điều thi triển Thiên Băng Thức thì mới có thể so sánh được với đối phương. Luận tốc độ, đối phương gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Mặc dù dưới lực trói buộc của chín đại bí thuật, hình chiếu thế giới trói buộc thì vẫn có tốc độ này. Đó là bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh, hoàn toàn có thể giữ vững được tốc độ như vậy. Chỉ là cảnh giới đạo của đối phương quá kém, Kỳ Linh phỏng đoán ở phương diện cảnh giới về đạo còn không bằng đạo quân đẳng cấp thứ hai, chỉ sợ miễn cưỡng so sánh được với Thanh Phong Thánh Chủ. Cần biết tu hành giả càng về sau thì uy năng đều dựa vào uy năng của đạo. Cảnh giới hiện tại của Kỳ Linh cực cao, hơn nữa có tâm kiếm thuật và Bắc Hồng kiếm, cho nên mới có sức chiến đấu như thế. Mà cảnh giới của bản thân Ngân Sắc Giả rất yếu, nhưng lại giống như là khô lỗi. Tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng lực lượng tốc độ chính lại rất mạnh, có thể đơn giản đấu ngang tay với Kỳ Linh. Bọn hắn không có một thân lực lượng cường đại, lại chỉ có thể phát huy ra được một chút mà thôi. Nếu như ta có được tốc độ lực lượng như vậy một mình ta có thể đánh nhau với 10 người bọn hắn rồi. Kỳ Linh có chút thổn thức. Khó trách ba gã khô lỗi đế cấp vừa thu lại kia có kiểu trận hỗ trợ, ba người bọn hắn lên thú cũng không bị bắt lại. Kỳ Linh có thể nhẹ nhõm bắt lấy khô lỗi đế cấp, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao, mà vô ảnh thức của hắn lại quá quỷ dị khó lường, tốc độ của Thích Huyết Thức lại quá nhanh, khiến cho khô lỗi đế cấp rất khó mà ngăn cản. Thế nhưng các Ngân Sắc Giả, tuy rằng lực lượng của bọn hắn mạnh, tốc độ nhanh, thế nhưng từng chiêu từng thức lại quá vụng về. Chiêu thức vụng về mặc dù rất mạnh, thế nhưng muốn kháng cự cũng không khó, tối đa cũng chỉ bị đánh bay mà thôi. Nếu như một với một như vậy có lẽ có thể bắt được một khô lỗi đế cấp. Chỉ là nếu như ba cỗ khô lỗi đế cấp liên thủ lại, có Kiều Trần, Kỳ Linh hỗ trợ, muốn bắt được một cỗ sẽ không có khả năng. Rõ ràng lực lượng của ta so với hắn mạnh hơn, thế nhưng lại không thể áp chế được hắn ta. Ngân Sắc Giả nhỏ gầy truyền âm nói: nhanh chóng tới, cùng nhau liên thủ vây giết hắn đi. Chúng ta đến đây, bên trên. Hai gã Ngân Sắc Giả khác cũng vọt tới. Dưới hải dương khí lưu năm màu, Kỳ Linh cũng chịu ảnh hưởng, thực lực chỉ có thể phát huy ra được 8 thành. Mặc dù chỉ có 8 thành, thế nhưng ỷ vào cảnh giới cực cao của hắn, hắn vẫn có thể tương đương với Ngân Sắc Giả nhỏ gầy kia. Giết! Ngân Sắc Giả hùng tráng nắm hai thanh đại chùy màu bạc, Ngân Sắc Giả tóc bạc nắm hai thanh trường đao màu bạc. Trong lúc nhất thời, ba gã Ngân Sắc Giả bắt đầu điên cuồng vây công Kỳ Linh. Chết đi, chết đi cho ta, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ba gã Ngân Sắc Giả đều tràn ngập sát ý. Đồng thời lúc này, cái dây thừng ba màu còn lại đang bay tới chỗ Kỳ Linh, mà ba cỗ khô lỗi đế cấp và Kiều Trần giáo chủ lại hóa thành lưu quang bay ra, bắn thẳng về phía dây thừng ba màu. Đối thủ của các ngươi là ta. Kiều Trần hóa thành sóng biển mãnh liệt, cùng với dây thừng ba màu dây dưa cùng một chỗ. Ba cỗ khô lỗi đế cấp cũng lần lượt công kích ra, không ngừng đánh vào dây thừng ba màu, khiến cho nó lần lượt bị nghiền nát. Dây thừng ba màu bị Kiều Trần và ba cỗ khôi lỗi đế cấp chế trụ, dây thừng năm màu tạo thành hải dương năm màu bức bách Kỳ Linh. Ba gã Ngân Sắc Giả vây công Kỳ Linh. Thiên băng địa liệt, dư ba mãnh liệt lần lượt tập kích ra bốn phương tám hướng. Sân mạch ở chung quanh đã sớm bị săn bằng, mặt đất đã sớm lún xuống. Sáu đại thượng đẳng gia tộc ở phía xa và rất nhiều trung đẳng gia tộc từ phía xa nhìn vào, tất cả đều hoảng sợ và rung động. Đây là một trận đại chiến đủ để khiến cho bọn hắn ngưỡng mộ, khiến cho bọn hắn sinh ra ý niệm tuyệt vọng ở trong đầu. Song phương cũng không phải là tồn tại mà bọn hắn có khả năng đối địch được. Các người quá yếu, rõ ràng có lực lượng cường đại, thế nhưng lại chỉ phát huy ra được một chút uy lực mà thôi. Kỳ Linh ba đầu sáu tay, một người đơn đả độc đấu ba người, thế nhưng lại không ở thế hạ phong một chút nào cả. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể? Ngay cả áp chế hắn cũng không áp chế được sao? Sao hắn ta lại mạnh như vậy được? Ba gã Ngân Sắc Giả đều sợ đến ngây người. Bất kỳ một người nào trong số bọn chúng đều có thể đánh ngang tay với Kỳ Linh, thế nhưng ba người liên thủ lại vẫn tương đương như cũ. Đó là bởi vì lúc Kỳ Linh đối phó với sáu gã cô lỗi đế cấp kia,
lúc chém giết với ngân sắc giả nhỏ gầy đều là dùng công đối công. Thế nhưng bây giờ đối mặt với ba gã ngân sắc giả vây công, Kỷ Linh ngẫu nhiên cũng sẽ công kích, thế nhưng lại thi triển ra kiếm thuật phòng ngự. Uy năng của duy tâm thức, âm dương thức của hắn quá mạnh mẽ, đặc biệt là Bắc Khổng kiếm, sau khi hấp thu kiểu khúc hàn tủy ở bên trên kiếm thuật phòng ngự đã có uy năng rất mạnh. Kiếm thuật phòng ngự của Kỷ Linh hoàn mỹ như vậy, trừ phi thật sự có chênh lệch quá lớn, nếu không Kỷ Linh đều có thể gánh vác được. Đặc biệt là chiêu thức của ngân sắc giả thực sự quá mức vụng về, cảnh giới quá thấp, cho nên nếu Kỷ Linh muốn phòng ngự cũng quá dễ dàng. Đừng nói là ba người, cho dù là sáu gã ngân sắc giả, chỉ sợ ta cũng phòng ngự được thôi. Kỷ Linh tầm nghĩ, dây thừng năm màu trói buộc. Ngân sắc giả hùng tráng cũng là phất ma tộc trưởng truyền âm nói, hải dương vốn là năm màu lại nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành một cái dây thừng năm màu quấn quanh Kỷ Linh. Quấn quanh sao? Thân thể Kỷ Linh kế động, xoẹt một cái, dây thừng năm màu ở dưới hình chiếu thế giới chính đại bí thuật ảnh hưởng còn không bằng được 50 lần tốc độ ánh sáng, cho nên tốc độ của Kỷ Linh sẽ nhanh hơn. Rất đơn giản, đã có thể xông ra phạm vi của dây thừng năm màu, lập tức thi triển ra vô ảnh độn thuật rồi biến mất không còn tung tích nữa. Đáng chết mà, sau khi dây thừng năm màu kia co phạm vi nhỏ lại thì tên Bắc Minh đạo quân kia cũng có thể đơn giản chạy đi được. Ba gã ngân sắc giả nóng nảy, Kỷ Linh cũng không ngốc, hắn sẽ không ngốc nghếch tới mức tùy ý để cho dây thừng năm màu trói buộc bản thân mà không trốn. Lúc trước đối mặt với sáu cỗ khô lối đế cấp kia, hắn tự tin 10 phần cũng không muốn trốn. Tất cả đều là dùng công đối công, hiện tại Kỷ Linh đã không dám khinh thường như trước nữa rồi. Dây thừng năm màu giữ vững phạm vi nghìn vạn dặm. Ngân sắc giả tóc bạc chỉ có thể hạ lệnh giữ vững phạm vi nghìn vạn dặm, cộng thêm vào đó ba gã ngân sắc giả vây công cũng đã có thể làm cho Kỷ Linh không trốn thoát được. Phạm vi nghìn vạn dặm cũng làm cho thực lực của Kỷ Linh hạ xuống đến chỉ có 7 thành, căn bản không làm gì được hắn cả. Ba gã ngân sắc giả điên cuồng vây công Kỷ Linh, mặc dù chỉ có 7 thành chiến lực, Kỷ Linh bị bức tới mức cơ hồ để phòng ngự, ngẫu nhiên mới công kích ra được 2-3 kiếm, thế nhưng vẫn có thể phòng ngự cẩn thận. Cho dù có thêm một gã ngân sắc giả đến thì Kỷ Linh vẫn gánh vác được như trước. Lộng Thiếp nhất tộc, Tước Nhai tộc, hai vị tộc trưởng, bây giờ chúng ta đã dùng hết toàn lực rồi, thế nhưng kiếm thuật phòng ngự của tên Bắc Minh đạo quân này so với kiếm thuật tấn công của hắn còn đáng sợ hơn, chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả. Ngân sắc giả hùng tráng bắt đầu truyền âm nói, chỉ dựa vào chúng ta và khô lỗi đế cấp căn bản không giết chết được hắn ta, chúng ta không có biện pháp nào khác cả. Đúng vậy, đúng là không có biện pháp, tuy rằng không nỡ nhưng nhất định phải dùng thôi. Ba gã ngân sắc giả nhìn nhau, Bắc Minh đạo quân này là mối họa lớn nhất của ba đại gia tộc bọn hắn, bất kỳ một người nào trong ba đại tộc trưởng bọn hắn đều không thua gì Bắc Minh. Thế nhưng cho dù liên thủ cộng thêm dây thừng năm màu phụ trợ vẫn không thể đánh bại được đối phương như trước. Chuyện này đã ảnh hưởng tới sự thống trị của bọn hắn đối với phương thế giới này, đây là chuyện mà bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Chết đi! Ngân sắc giả hùng tráng lấy ra một kỳ bảo toàn thân màu xanh đậm, có hình bầu dục, bên trên có từng đường vân. Chết ở dưới bảo vật của Tây Tư tộc, Bắc Minh đạo quân, người đáng được kiêu ngạo rồi. Ngân sắc giả nhỏ gầy thì xuất ra một lá cờ phong cách cổ xưa, lá cờ này màu đỏ, ở bên trên có đồ án dị thú tà dị. Chết đi! Ngân sắc giả tóc bạc thì lấy ra một cái chai màu đen. Kỷ Linh lập tức cảm nhận tim mình đập nhanh. Không tốt rồi, ra! Trong tay Kỷ Linh xuất hiện một đóa hoa liên hoa màu trắng, hoa sen lập tức tách ra. Kỷ Linh đứng ở trung tâm hoa sen, hoa sen tách ra thành từng mảnh rồi xoay tròn ở chung quanh. Mà ở trung tâm cánh hoa tầng thứ nhất, ở bên cạnh nhị hoa thì khép lại toàn bộ. Xuyên qua cánh hoa hơi mờ, Kỷ Linh cũng có thể nhìn rõ tình huống ở bên ngoài. Cần biết Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ chia cắt vô số bảo vật mà tiểu thánh tích góp từng tí một, đồng thời còn có vô số bảo vật của Tuế Mộng giáo chủ, Sửu Vương, cùng với bảo vật của các đạo quân đẳng cấp thứ hai. Một ít bảo vật không có tác dụng quá lớn đều để lại cho tam giới, cũng cho đám người Tơ Vô Cơ đan bảo. Thế nhưng thứ đối với mình có chỗ trọng dụng, đương nhiên Kỷ Linh sẽ tùy thân mà mang theo. Kiện bảo vật này chính là một trong ba loại kỳ bảo hộ thân cao cấp nhất trong tay Kỷ Linh hiện tại. Ông trong tay ngân sắc giả hùng tráng, đường vân trên kỳ bảo màu xanh đậm hình bầu dục kia bắt đầu phát sáng, phát ra thanh âm chói tai, đồng thời cũng có một đạo sóng âm màu lam nhạt mơ hồ từ mũi của kỳ bảo hình bầu dục này bắn về phía Kỷ Linh.
sóng âm màu lam nhạt nhẹ nhõm xuyên qua hoa sen màu trắng. Hoa sen màu trắng không có phát ra nổi được một tia tác dụng phòng ngự nào cả. Kỳ Linh xuất kiếm cũng không có đụng chạm được vào sóng âm màu lam nhạt này. Ông sóng âm xuyên qua thần thể trực tiếp trùng kích tại vào bên trên hồn phách chân linh của Kỳ Linh. Có thanh hoa vũ khí chư lực che chở hồn phách chân linh, tuy rằng hơi khẽ chấn động, thế nhưng bất quá lại không bị một chút thương tổn nào, trực tiếp bị cưỡng ép chống cự. Công kích thật quỷ dị, vậy mà trực tiếp công kích lên trên hồn phách chân linh ư? Kỳ Linh âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm về phía trước. Xoẹt xoẹt. Thủ đoạn của hai gã ngân sắc giả ở phía xa cũng đã bạo phát. Cái chai màu đen kia vỡ ra, có một đạo hỏa diễm màu đen bay xa, nhanh chóng dính lên bên trên hoa sen màu trắng, phát ra tiếng vang xìu xìu. Hoa sen màu trắng bắt đầu rung động lắc lư, toàn bộ hoa sen màu trắng cũng bắt đầu xoay tròn, từng mảnh cánh hoa không ngừng lưu chuyển. Một mảnh cánh hoa bị hỏa diễm màu đen dính vào bắt đầu rung động lắc lư, thế nhưng lại được uy năng từ các cánh hoa khác truyền lại, cho nên vẫn có thể cố gắng chống cự được. Rốt cục hỏa diễm màu đen đã tiêu hao hầu như không còn, hoa sen màu trắng cũng hoàn toàn ảm đạm, lung lay sắp đổ. Đồ án dị thú bên trên lá cờ màu đỏ phong cách cổ xưa kia giờ phút này lại phát ra tiếng gào thét. Oanh một tiếng, một đầu dị thú đỏ như máu từ đó bay ra, mà lá cờ kia cũng hóa thành tro bụi, bị chôn vùi. Trong đôi mắt dị thú màu đỏ kia có huyết quang đỏ như máu, tràn ngập sát ý vô tận, giống như nó đại biểu cho giết chóc trực tiếp xông về phía hoa sen màu trắng. Phanh! Hoa sen màu trắng vẫn xoay tròn như trước, cố gắng ngăn cản, thế nhưng vẫn trở nên rách nát. Sau khi dị thú màu đỏ như máu đụng nát hoa sen, lại lập tức lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh lại không có cảm giác được uy hiếp quá mạnh mẽ, hắn trực tiếp xuất kiếm ngăn cản. Phanh! Tiếng nổ đáng sợ vang vọng, móng vuốt sắc bén của dị thú màu đỏ như máu lần lượt tập kích, Kỳ Linh thì lần lượt xuất kiếm ngăn cản. Kiếm thuật phòng ngự cường đại khiến cho Kỳ Linh có thể chống đỡ được. Chú tể giáp y thì không ngừng giảm bớt lực trùng kích. Gào! Dị thú màu đỏ như máu càng lúc càng mờ nhạt, biến thành màu đỏ nhạt, rốt cục nó không cam lòng, ngửa đầu gào thét một tiếng, sau đó cũng hoàn toàn tiêu tán. Kỳ Linh rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng có tơ máu, nhìn về phía ba gã ngân sắc giả đang tràn ngập vẻ kinh hãi ở phía xa xa. Đến đi, lại đến đây! Kỳ Linh quát khẽ. Xem bảo vật của các ngươi nhiều hay là bảo vật của ta nhiều? Nói xong, Kỳ Linh phất tay một cái, trước người lập tức xuất hiện từng kiện kỳ vật nổi lơ lửng, từng kiện đều tản mát ra uy năng tràn ngập. Sao? Cái này... Ba gã ngân sắc giả nhìn nhau, đánh nhưng đánh không chết, dùng bảo vật, thế nhưng Bắc Minh đạo quân cũng có bảo vật, lại có rất nhiều vào bảo vật. Bảo vật của bọn hắn, từ chỗ bí ẩn, gian nan mà có được, đều là thứ còn xuất lại của Tây Tư tộc, rất ít, rất hiếm thấy, dùng một kiện là thiếu một kiện. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đây? Ba gã ngân sắc giả đều có chút mơ hồ. Bọn hắn phát hiện ra bọn hắn đối với tên Bắc Minh đạo quân này không có bất kỳ thủ đoạn nào cả. Luận bảo vật, huynh đệ chúng ta còn rất nhiều. Kiểu Trần giáo chủ hóa thành sóng nước ngập trời cũng hiện ra nửa người trên, trước người hắn cũng xuất hiện từng kiện kỳ vật có uy năng rất lớn. Trong phương thế giới này, các đạo quân không có kỳ bảo gì, thế nhưng hắn và Kỳ Linh đều là người từ cương vực vô tận đến, kỳ bảo cũng có không ít. Cái gì? Ba gã ngân sắc giả cũng nhìn thấy từng kiện rồi lại từng kiện kỳ bảo đang lơ lửng ở chung quanh Kiều Trần giáo chủ ở phía xa. Bọn hắn cũng cảm giác được những kỳ bảo kia đang phát ra uy năng đáng sợ. Ngay cả tên thực lực yếu hơn nhất đạo đạo quân cũng có nhiều bảo vật như vậy hay sao? Bọn hắn lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Chỗ bí ẩn không phải đã bị ba đại gia tộc chúng ta độc chiếm rồi hay sao? Phương thế giới này chúng ta đã sớm dò xét qua mấy lần, cũng chỉ có chỗ bí mật mới mơ hồ ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Nơi khác có lẽ sẽ không có bảo vật. Hai gã đạo quân này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Ba gã ngân sắc giả này đều vô cùng lo lắng mà nhìn nhau. Tất cả lui ra! Ngân sắc giả hùng tráng mở miệng. Xoẹt xoẹt. Dây thừng năm màu, dây thừng ba màu cũng bắt đầu thối lui, hội tụ lại tại một chỗ ba gã ngân sắc giả. Mà Kiều Trần giáo chủ cũng mang theo ba cỗ khôi lỗi cũng bay đến bên cạnh Kỳ Linh. Song phương ở phía xa xa đối mặt với nhau. Muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh đi, Kiều Trần cao giọng nói. Ba người các ngươi ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Không phải là dùng bảo vật hay sao? Ngươi một kiện, ta một kiện, chúng ta nhìn xem rốt cuộc bảo vật của ai nhiều.
Nhìn xem, đánh đến cuối cùng là chúng ta chết hay là các ngươi chết đây? Đáng chết mà. Ba gã ngân sắc giả vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tự nhận thân phận mình rất là cao quý, là kẻ thống trị tuyệt đối trong phương thế giới này trong năm tháng vô tận. Thế nhưng bây giờ lại bị hai gã đạo quân này khiêu khích. Thế nhưng cho dù phẫn nộ, thế nhưng trải qua một trận chiến, bọn hắn cũng phát hiện ra chỉ dựa vào chém giết căn bản không làm gì được Bắc Minh đạo quân kia. Thủ đoạn phòng ngự của Bắc Minh đạo quân kia quá lợi hại, quả thực cẩn thận, chặt chẽ, không có một chút cơ hội nào. Muốn thắng chỉ có thể dựa vào một ít bảo vật mà Tây Tư tộc để lại mà thôi. Những bảo vật kia số lượng cực kỳ thưa thớt, uy lực cũng rất lớn. Nhưng hai vị đạo quân trước mắt này dường như cũng có không ít bảo vật, cũng có uy năng rất lớn. Lều bảo vật, đánh đến cuối cùng bọn hắn dùng hết bảo vật rồi, giữ rất nhiều bảo vật công kích có lẽ có thể giết được bọn chúng. Thế nhưng nếu như bảo vật của chúng ta dùng hết trước thì làm sao bây giờ? Ngân sắc nhỏ gầy truyền âm nói: bảo vật dùng hết, như vậy chúng ta đối với tên Bắc Minh đạo quân này sẽ không có bất cứ uy hiếp nào cả. Ngân sắc giả tóc bạc truyền âm nói: đến lúc đó hắn sẽ không cần phải sợ hãi nữa, như vậy rất là phiền. Đúng vậy. Tích góp từng tí một rất nhiều bảo vật là con át chủ bài cuối cùng của bọn họ. Bọn hắn không muốn vận dụng, dùng có lẽ có thể thắng, có lẽ có thể thua. Bọn hắn không có cách nào tiếp nhận được kết quả nếu như thua. Bắc Minh đạo quân, chờ ở đó cho ta. Ngân sắc giả hùng tráng hừ lạnh một tiếng: đi, chúng ta đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba gã ngân sắc giả xuất lĩnh 8 tên khôi lỗi đế cấp xẹt qua trời cao, nhanh chóng mà rời đi. Kỳ Linh nhìn về xa xa, khóe miệng đã có nét mỉm cười. Bắc Minh, chuyện này chúng ta làm sao bây giờ? Kiều Trần thì có chút lo lắng hỏi. Thực lực bọn hắn quả thực so với chúng ta mạnh mẽ hơn. Kiếm thuật phòng ngự của ngươi rất lợi hại. Bọn hắn không làm gì được chúng ta. Thế nhưng bên chúng ta không làm gì được bọn hắn. Bởi vì như vậy, chúng ta căn bản sẽ không chiếm được bảo vật che chở trong ma tượng thạch bích này. Kỳ Linh gật đầu. Hai người bọn họ chiến đấu mạo hiểm chính là vì bảo vật của Tây Tư tộc. Kể từ khi phát hiện ra một tên khôi lỗi đế cấp còn có ba gã ngân sắc giả kia, Kỳ Linh và Kiều Trần đều rất rõ ràng nơi này tuyệt đối có một bảo tàng của Tây Tư tộc. Trước tiên nên đặt chân vững chắc ở trong phương thế giới này, Kỳ Linh nói. Về sau tìm kiếm chỗ bí ẩn chỉ có thể như vậy mà thôi. Kiều Trần gật đầu. Lên. Kỳ Linh quay đầu nhìn ra mặt đất sau lưng. Nơi này vốn là phi hạc sơn mạch rộng lớn, thế nhưng hiện tại đã sớm bị san bằng. Theo một ý niệm trong đầu Kỳ Linh, hình chiếu thế giới hàng lâm trực tiếp điều khiển những núi đá trên mặt đất kia tạo thành một tòa núi lớn vạn dặm nguy nga vô cùng. Đỉnh núi một tòa tiên cung là pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm hàng lâm tọa lạc lên bên trên. Trên cửa chính tiên cung có hai hàng chữ to Bắc Minh. Ta Bắc Minh đạo quân hôm nay thành lập Bắc Minh cung, không cầu xưng bá chỉ cầu tu đạo. Người ngăn ta sẽ giống như dòng sông chung quanh ba đại gia tộc ở chung quanh sơn mạch này. Giết. Kỳ Linh bay đến trước Bắc Minh cung, thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng mỗi một chỗ trong phương thế giới này. Đồng thời hình chiếu thế giới cũng bao phủ toàn bộ ngôi sao, lập tức ầm ầm nghiền ép về phía hang ổ của ba đại gia tộc. Hang ổ của ba đại gia tộc đều có vô số tầng cấm chế che chở. Thế nhưng dòng sông ở chung quanh sơn mạch dưới cố lực lượng đáng sợ có thể đơn giản giết chết tứ bộ đạo quân, lập tức bị nghiền áp san bằng. Chung quanh ba đại gia tộc đều trở nên trụ lùi vô cùng xấu xí. Từ ba đại gia tộc cho tới người phàm tục, mỗi một người đều nghe được thanh âm này. Hắn dám dẫm đạp lên ba đại gia tộc ta sao? Sắc mặt của ngân sắc giả tóc bạc vô cùng khó coi. Đáng chết, thật đáng chết mà. Ngân sắc giả nhỏ gầy cũng nổi giận. Đây là biểu hiện uy thế dẫm đạp lên mặt mũi của ba đại gia tộc. Điều này đại biểu lấy Bắc Linh làm căn bản, không quan tâm tới ba đại gia tộc. Hắn nói không cầu xưng bá chỉ cầu tu đạo thôi sao? Ngân sắc giả hùng tráng có chút nghi hoặc truyền âm nói. Nếu như hắn chỉ cầu tu đạo, vì sao trước đó lại khiêu khích ba đại gia tộc chúng ta cơ chứ? Ta thấy mục đích thực sự của hắn chính là vì chỗ bí ẩn kia. Ngân sắc giả nhỏ gầy thì cười lạnh. Đúng vậy, đích thị là như vậy mà. Ngân sắc giả tóc bạc cũng lạnh lùng nói. Đây chính là chỗ dựa của ba đại gia tộc bọn hắn. Chỗ bí ẩn kia cũng là ba đại gia tộc bọn hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép nó bị những cường giả khác rình mò. Theo bọn hắn thấy, ở phương thế giới này Bắc Minh đạo quân kia đã đứng ở đỉnh phong, không cần sợ hãi bọn chúng.
cho nên lúc này đích thị là ngấp nghé chỗ bí ẩn kia. Kỳ linh truyền âm vang vọng trong phương thế giới này, ngay cả một ít đứa trẻ phàm tục cũng nghe được rõ ràng rành mạch, cũng biết có một người vô cùng lợi hại gọi là Bắc Minh đạo quân kiến tạo ra một nơi tên là Bắc Minh cung, ngay cả ba đại gia tộc cũng không thèm để ý tới. Không ngờ kết quả lại sẽ là như vậy. Ba đại gia tộc chí cao vô thượng thống lĩnh phương thế giới này đã quá lâu rồi, đặc biệt là ba đại tộc trưởng, thực lực mỗi một người đều không thể tưởng tượng được. Tộc truyền so với khổ lỗi đế cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Ngón tay bọn hắn chỉ ra phong mang cũng đủ để giết chết tứ bộ đạo quân. Thế nhưng không ngờ cũng không thể làm gì được tên Bắc Minh đạo quân này. Hắn đã thành lập nên Bắc Minh cung, từ nay về sau phương thế giới này của chúng ta không còn là ba đại gia tộc hoàn toàn thống trị nữa rồi. Hôm nay thời thế đã phải đổi rồi. Rất nhiều gia tộc trong phương thế giới này đều rõ ràng, cũng đều hiểu rõ được tình thế của lúc này. Sự thật cũng như bọn hắn dự đoán từ trước, Bắc Minh cung quật khởi, phương thế giới này bắt đầu đã có hai cực chí cao. Một cực là ba đại gia tộc, một cực khác chính là Bắc Minh cung. Ba đại gia tộc thắng ở phương diện nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, mà Bắc Minh cung lại thắng tại ở trên hình chiếu thế giới, có thể lập tức bao phủ ngôi sao này. Có thể nói, nếu như vị Bắc Minh đạo quân này muốn động thủ, có thể trực tiếp diệt tuyệt tất cả thế lực ngoại trừ ba đại gia tộc ra. Loại uy hiếp có thể lập tức bị giết chết này khiến cho không ít gia tộc đều sợ hãi Bắc Minh cung. Thậm chí có một ít người có giáp tâm, có can đảm đánh bạc, thậm chí còn là người trước tiên đầu nhập vào dưới trướng của Bắc Minh cung, mà Kỳ Linh ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, những chuyện này cứ giao cho ta đi. Trước đó ta thống soái Kiều Trần giáo, hiện tại thống soái những gia tộc này cũng vô cùng đơn giản thôi. Kiều Trần giáo chủ lại có chút nóng lòng. Chúng ta không tìm thấy chỗ bí ẩn, nói không chừng những gia tộc này có thể biết được chỗ bí ẩn kia. Dưới sự dẫn dắt của Kiều Trần giáo chủ, sau đó vẫn còn rất nhiều gia tộc đầu nhập vào, mà thế lực của Bắc Minh cung cũng nhanh chóng bành trướng. Đối với chuyện này, ba đại gia tộc rất là đau đầu. Tạm thời nhẫn nại, những gia tộc nhỏ yếu này đều không coi vào đâu cả. Nếu như chúng ta động thủ thì có thể đơn giản giết chết những gia tộc kia. Bắc Minh đạo quân mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Ba đại gia tộc đều vô cùng khắc chế. Từ giờ trở đi, ba đại gia tộc chúng ta tiến vào chỗ bí ẩn, sau đó nhất định không tiếc trả giá, cố gắng tìm được bảo vật có thể đối phó được với Bắc Minh đạo quân. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh ở phương thế giới này thành lập Bắc Minh cung, đảo mắt đã qua hơn 2.000 năm. Hắn một mực tìm kiếm chỗ bí ẩn, Kiều Trần cũng điều khiển lực lượng của vô số gia tộc dưới Bắc Minh cung cẩn thận tìm kiếm. Màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét. Kỳ Linh đang ngồi trên một tòa đài cao trong Bắc Minh cung, nhìn ra mặt đất bao la mờ mịt ở phía xa xa. Hắn đang tìm hiểu tâm kiếm thuật. Khởi bẩm công chúa, đường chủ Nam Nhất phân đường có chuyện quan trọng muốn bẩm báo công chúa. Một gã thủ hạ cung kính nói. Sao, chuyện quan trọng sao? Kỳ Linh mở mắt ra. Những năm này Kiều Trần cũng đã thành lập nên hệ thống lực lượng trực tiếp trong Bắc Minh cung, chia ra làm rất nhiều chi nhánh, trong đó Nam Nhất phân đường là một chi ở trong đó. Để cho hắn tới gặp ta đi. Kỳ Linh phân phó nói. Vâng, thưa công chúa. Tên thủ hạ nhanh chóng lui ra. Chỉ một lát sau, một gã nam tử mặc khải giáp màu đen đi đến, trực tiếp quỳ xuống cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến công chúa. Đứng lên đi, nói đi, có chuyện gì quan trọng vậy? Kỳ Linh trực tiếp hỏi. Nam tử mặc khải giáp màu đen đứng lên, hắn nhìn về phía Kỳ Linh, trong ánh mắt có một tia cuồng nhiệt. Dù sao chính là vị Bắc Minh công chúa này dùng sức một mình khiến cho ba đại gia tộc không làm gì được mình. Thuộc hạ đã tìm kiếm được một tin tức, theo thuộc hạ suy đoán chỉ ít có 8 phần nắm chắc có quan hệ với chỗ bí ẩn kia. Nam tử mặc khải giáp màu đen cung kính nói. Sao, có 8 phần nắm chắc ư? Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào nam tử mặc khải giáp màu đen ở trước mặt. Một tên thuộc hạ dám nói ít nhất cũng có 8 phần, chỉ sợ có nắm chắc gần như tuyệt đối thì mới dám nói như vậy. Bởi vì dù sao cũng phải trở lại một ít đường lùi. Nói cho ta nghe một chút xem. Cung chủ mời xem. Trong tay nam tử mặc khải giáp màu đen xuất hiện một cuốn trục, hắn cung kính đưa cho Kỳ Linh. Tay Kỳ Linh kẽ vẫy, quyển trục bay tới, bay đến trong tay Kỳ Linh. Quyển trục mở ra, ở trên quyển trục là chữ nhỏ rậm rạp chẳng chịt, ghi chép di ngôn của một gã đạo quân nhàn tản tiêu dao để lại trước khi đại nạn. Phía trên đó cũng có một ít tuyệt học truyền thừa của hắn, cũng có bí ẩn mà hắn biết rõ.
Sao? Kỳ Linh nhìn qua lập tức liền biến sắc. Không ngờ tên đạo quân này trong lúc vô tình tiến vào biên giới nơi bí ẩn kia, vận khí cũng rất tốt, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Chỗ đó thậm chí còn có cường giả vô cùng cường đại trú đóng sao? Kỳ Linh gật đầu. Trước đó vị đạo quân này trước khi chết đi đã ghi chép tin tức, hầu như có thể khẳng định chính là nơi bí ẩn kia. Bởi vì ngoại trừ ba đại gia tộc, không có lực lượng nào khác cả có thể có cường giả cường đại như thế trú đóng. Hóa ra là một không gian độc lập ư? Khó trách hình chiếu thế giới của ta bao phủ mỗi một chỗ trong toàn bộ ngôi sao, thế nhưng vẫn không thể phát hiện ra được không gian độc lập này. Kỳ Linh mỉm cười, rốt cuộc cũng đã chờ được. Ở trong khối ngôi sao thượng đẳng này hơn 2.000 năm, rốt cuộc cũng đã chờ được tin tức của nơi bí ẩn. Cũng đúng, ba đại gia tộc không phân tâm chút nào giữ bí mật, dưới vô số năm tháng chắc chắn sẽ có không ít dấu vết để lại. Rất tốt. Kỳ Linh nhìn về phía nam tử mặc khải sắt màu đen này, mỉm cười nói: Ngươi làm vô cùng tốt, lập nhiều đại công như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nói xong, Kỳ Linh chỉ một cái về phía xa xa, lập tức có một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể nam tử mặc khải sắt màu đen này. Nam tử mặc khải sắt màu đen lập tức cảm giác được trong thức hải ầm ầm có một lượng lớn tin tức vọt tới. Kỳ Linh thu rất nhiều chân tàng của đám người tới mộng giáo chủ và các đạo quân khác, pháp môn tu hành cũng có rất nhiều. Hắn tùy ý truyền thụ một môn, trực tiếp truyền thụ truyền thừa của đạo quân tứ bộ. Đợi đến khi nam tử mặc khải sắt màu đen tỉnh táo trở lại, hắn lập tức kích động quỳ xuống nói: Tạ ơn cung chủ. Sở dĩ ba đại gia tộc cao cao tại thượng chính là bởi vì bọn hắn khống chế pháp môn tu hành rất nghiêm, một ít gia tộc hạ đẳng căn bản cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân, cho nên chỉ có thể giống như mù lòa chậm rãi tu luyện. Muốn trở thành đạo quân quá khó khăn, chứ đừng nói là trở thành đạo quân tứ bộ. Thế nhưng có môn pháp môn mà Kỳ Linh truyền thụ cho, chẳng những hắn có cơ hội trở thành đạo quân, thậm chí tương lai về sau đệ tử trong gia tộc của hắn cũng sẽ có cơ hội có được thành tựu như vậy. Được rồi, đi đi. Kỳ Linh phân phó. Những thuộc hạ trực thuộc này lúc tìm kiếm tin tức về nơi bí ẩn đã sớm lập nhiều lời thề, tất cả tin tức về nơi bí ẩn chỉ có thể bẩm lên bên trên, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Kiều Trần. Bên trên đài cao, nhìn mặt đất bao la mờ mịt ở trong đêm tối, Kỳ Linh truyền âm cho Kiều Trần. Vèo. Một đạo thân ảnh ngưng tụ ở bên cạnh hắn chính là Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ có chút kinh ngạc nói: Lúc này đã hơn nửa đêm rồi, sao lại đột nhiên gọi ta tới vậy? Chẳng lẽ muốn tìm ta uống rượu hay sao? Ngươi nhìn một chút đi. Kỳ Linh ném quần trục kia qua. Sau khi Kiều Trần nhận lấy, vừa nhìn một cái đã lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ồ, ha, 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 ha. Cuối cùng nơi bí ẩn này cũng bị huynh đệ chúng ta tìm được. Bất quá thoạt nhìn ba đại gia tộc trông coi rất nghiêm. Đúng vậy, đạo quân ghi quyển trục này chỉ là trong lúc vô tình tiến vào biên giới của nó mà thôi. Kỳ Linh nói: Theo ta thấy, bên trong ba đại gia tộc đích thị là có tầng tầng lớp lớp cơ quan, tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào một cách đơn giản đâu. Đúng vậy. Kiều Trần cũng gật đầu. Nơi bí ẩn hẳn là chỗ dựa quật khởi của ba đại gia tộc. Ta chuẩn bị tối nay xuất phát tìm nơi bí ẩn kia một chút. Kỳ Linh nói: Ta sẽ thi triển ra vô ảnh độn thuật, cố gắng không để cho địch nhân phát hiện ra. Còn ngươi, nếu như ngươi muốn đi cùng ta, chỉ có thể tạm thời bị ta thu vào bên trong động thiên pháp bảo mà thôi. Ồ, đương nhiên ta sẽ đi cùng ngươi. Ta tới phương thế giới này chính là vì bảo tàng của Tây Tư tộc mà. Kiều Trần cũng lập tức nói: Ba đại tộc trưởng có cảnh giới so với ta còn yếu hơn, chiến lực lại mạnh mẽ thành như vậy, ngay cả khối lỗi đế cấp cũng nhiều như vậy, bảo tàng như thế bảo ta làm sao có thể không đi được chứ. À, ta biết rõ, nhất định ngươi sẽ đi mà, đi thôi. Kỳ Linh cũng đồng thời truyền âm để cho tứ đại điện chủ dưới trướng tạm thời trưởng quản Bắc Minh cung. Xoẹt xoẹt. Kỳ Linh và Kiều Trần trong đêm đó lặng lẽ đi ra khỏi Bắc Minh cung. Phương thế giới này, hình chiếu thế giới của Kỳ Linh đã bao phủ qua quá nhiều lần, cho nên vô cùng rõ ràng vị trí địa lý. Có quyển trục ghi chép lại, cho nên Kỳ Linh rất dễ dàng đã đoán ra được phương vị đại khái. Dù sao khoảng ngôi sao này cũng chỉ có đường kính vài chục ức dặm. Nếu như để cho Kỳ Linh tìm kiếm từng tấc một trong thế giới, như vậy cho dù có trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng không tìm ra được. Dù sao, ngay cả hình chiếu thế giới cũng không phát hiện ra. Coi như là bản thân đang đứng cách nơi bí ẩn chỉ vẹn vẹn một trượng thì căn bản cũng không phân biệt ra được. Một cây đại thụ ba trượng có thừa, chỉ cần đụng chạm vào nó là tiến vào được nơi bí ẩn rồi.
Kỳ Linh thu Kiều Trần vào bên trong động thiên, mà hắn thì thi triển ra vô ảnh độn thuật. Xoẹt. Lặng lẽ không một tiếng động, Kỳ Linh bắt đầu đi tới phương vị mà hắn phán đoán đại khái, nhanh chóng loại trừ mất một mảnh cây, ít nhất phải cao 3 trượng. Kỳ Linh suy đoán, đại thụ có thể chứa nơi bí ẩn kia, có khả năng cũng không phải là đại thụ chính thức, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, đoán chừng 100 triệu năm cũng sẽ không có biến hóa gì cả. Phốc phốc phốc. Kỳ Linh lặng lẽ không một tiếng động, ngón tay động chạm vào từng gốc đại thụ, ngón tay rất là nhu hòa, không có phát ra bất luận một tiếng vang gì cả. Đang suy đoán khu vực đại khái, Kỳ Linh thử trọn vẹn trong khoảng thời gian hơn 2 ngày. Xoẹt. Hắn lại tùy ý điểm một cái, lúc ngón tay động chạm vào bề mặt của khóa đại thụ dơ phong này, lại dường như động chạm vào tới hư không, toàn bộ người đều không kìm lòng được mà bị một cỗ hấp lực hút tới. Chỉ là Kỳ Linh lại rất vui vẻ, cũng không có kháng cự, trực tiếp tiến vào bên trong mảnh hư không ở trong đại thụ. Không gian biến ảo, một mảnh hư không xuất hiện. Trong hư không có một tòa núi lớn lơ lửng nguy nga vô tận. Hiện tại Kỳ Linh đang đứng xuất hiện ở trên chân núi. 6. Kỳ Linh duy trì vô ảnh độn thuật, cẩn thận quan sát bốn phía. Một tòa núi lớn nguy nga như vậy mà ở trong hư không, đây là thủ đoạn của Tây Tư tộc hay sao? Hư không bốn phía mơ hồ, có thể xuyên qua hư không để nhìn thấy rừng rậm ở phía ngoài. Hiển nhiên ở bên ngoài không phát hiện ra được không gian bên trong, thế nhưng một khi tới không gian bên trong lại có thể tùy thời xem xét tình huống ở bên ngoài. Thậm chí chỉ cần bước ra một bước là có thể rời khỏi nơi này, trở lại rừng rậm ở bên ngoài. Cường giả đóng quân ở nơi đây thật là cường đại. Kỳ Linh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy ở phía trước xa xa, cách đó đại khái ngàn dặm, có một chi đội ngũ đang đóng quân. Trong đội ngũ có 2 khôi lỗi đế cấp, còn có 6 gã sinh tử đạo quân, còn có một lượng lớn thế giới cảnh. Mà ở chỗ gần lòng núi xa xa còn có một cái thông đạo bằng sơn động cực lớn. Cái thông đạo sơn động kia nối thẳng vào trong lòng núi. Thông đạo sơn động yên tĩnh khó dò, mặt ngoài có từng tầng cấm chế cổ xưa không ngừng tản ra ánh sáng màu lam mịt mờ. Nhìn thấy cái cấm chế kia, Kỳ Linh cũng cảm giác được mơ hồ có chút uy hiếp. Cái cấm chế này chặn ngang đường đi vào trong thông đạo trong lòng núi ư? Kỳ Linh thầm nghĩ. Xem chừng bảo tàng của Tây Tư tộc ở ngay trong lòng núi rồi. Hàng ổ của 3 đại gia tộc có trận pháp cấm chế vô cùng lợi hại, mà nơi bí ẩn này chắc chắn bọn hắn sẽ không lãnh đạm. Cấm chế này chỉ sợ cho dù ta có muốn xông vào thì cũng không xông vào được. Kỳ Linh hiểu rõ, từ suy luận xem ra, Kỳ Linh cũng đoán ra được mình không xông vào được. Đặc biệt là từ uy hiếp mơ hồ mà cấm chế kia tạo ra cho hắn cũng có thể xác nhận được điểm này. Xông vào là không được, như vậy chỉ có thể dựa vào một ít thủ đoạn mà thôi. 6. Ánh mắt của Kỳ Linh xoay chuyển, lập tức rơi vào một tòa đại trận hình cái tháp ở bên cạnh nơi đóng quân. Dùng thực lực của Kỳ Linh, nước mắt đã nhìn thấy. Là thời không truyền tống trận ư? Thời không truyền tống trận thật là tinh diệu. Khó trách ta giám sát và điều khiển 3 đại gia tộc nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện ra được, làm sao 3 đại gia tộc có thể đi tới nơi bí ẩn này? Hóa ra là thông qua thời không truyền tống trận trực tiếp đi từ 3 đại gia tộc đến chỗ này. Kỳ Linh âm thầm gật đầu. Phương thế giới này khổng lồ như thế, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ra gốc đại thụ kia, xác suất vốn cực thấp. Coi như là phát hiện ra thì nơi đây còn có đóng quân, các cường giả ở đây cũng sẽ đơn giản chém giết người đến. Mặc dù cường giả đóng quân không giết được, như vậy cấm chế ở thông đạo cũng có thể ngăn cản được địch nhân. Bất quá thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có chỗ sơ suất. Vị đạo quân để lại quyền trục kia chính là dưới cơ duyên tiến vào lại cẩn thận đi ra được, vận khí vô cùng tốt tránh thoát được một kiếp nạn. Làm sao bây giờ, ta phải làm như thế nào mới có thể đi vào được đây? Xông vào nhất định là không được rồi, xem ra chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Kỳ Linh nhìn tòa thời không truyền tống trận này, âm thầm gật đầu. Chậm rãi chờ đợi thôi. Đợi, đây là phương pháp xử lý rất ngu ngốc, thế nhưng càng là phương pháp xử lý ngu ngốc thì lại là đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu nhất. Bác Minh, không tiến vào sao? Ở bên trong động thiên, Kiều Trần cũng hỏi. Bên cạnh hắn hiện ra một hóa thân thần lực mặc một bộ đồ áo trắng của Kỳ Linh. Đừng nóng vội, ta xem như đã tiến vào nơi bí ẩn kia rồi, bất quá vẫn đang ở tiết mãi bên ngoài. Thông đạo đi thông tới nơi bí ẩn kia đã bị trận pháp cấm chế chặn lại. Hắn là 3 đại gia tộc tạo ra trận pháp cấm chế, xem chừng ta không xông vào được. Kỳ Linh lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, đợi có đạo quân muốn đi vào bên trong, như vậy có lẽ ta sẽ có biện pháp đi theo vào trong. Bọn chúng cũng thật cẩn thận,
thông đạo ở nơi bí ẩn lại còn chuyên môn tạo ra một ít trận pháp cấm chế sao? Kiều Trần có chút im lặng. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh một mực duy trì vô ảnh độn thuật, vô cùng có kiên nhẫn, chờ đợi trọn vẹn 5 vạn năm có thừa. Vì bảo tàng của Tây Tư tộc, sự kiên nhẫn của hắn cũng rất lớn. Trong Tức Nhai tộc gia tộc, tạch tạch tạch, cửa đá mở ra, một gã Tam Bộ đạo quân sắc mặt âm lãnh đi từ trong đó đi ra. Bẩm đạo quân, bên ngoài có một tên quân sĩ mặc khải giáp cung kính nói. Tộc trưởng có lệnh bảo đạo quân sau khi xuất quan lập tức tiến về tổ địa. Sao? Đạo quân Tam Bộ gọi là Hy Cảnh đạo quân híp mắt lại nói. Làm sao lại vội vàng như vậy? Không phải bình thường chỉ có đạo quân Tứ Bộ mới tiến về tổ địa hay sao? Bẩm đạo quân, hiện tại trong tộc chẳng những là đạo quân Tứ Bộ, ngay cả Nhị Bộ đạo quân đã sớm tiến về tổ địa rồi. Quân sĩ mặc khải giáp lập tức nói. Cái gì? Ngay cả đạo quân Nhị Bộ cũng đã đi rồi sao? Hỉ Khách đạo quân giật mình. Vậy làm sao có thể? Trong tổ địa cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng thành công có thể thu hoạch rất lớn, thế nhưng người thực lực quá yếu đi vào rất có thể sẽ chết đi. Tuy nói đã từng có Nhị Bộ đạo quân thành công đi qua, thế nhưng làm như vậy vẫn quá nguy hiểm. Bẩm đạo quân, những năm này đạo quân đều đang bế quan, cho nên cũng không biết được. Trong lúc ngài bế quan, ba đại gia tộc chúng ta lại gặp uy hiếp rất lớn. Quân sĩ mặc khải giáp nói. Hơn 5 vạn năm trước, có một gã gọi là Bắc Minh đạo quân đột nhiên xuất hiện, thực lực của hắn ngập trời, dùng sức một mình khiêu khích ba đại gia tộc ta. Ba đại gia tộc chúng ta phái ra Khô Lỗi đế cấp là bị hắn đánh bại, mà còn có 3 Khô Lỗi đế cấp bị hắn bắt lại. Về sau, 3 vị tộc trưởng mang theo 8 Khô Lỗi đế cấp khác với công vị Bắc Minh đạo quân kia. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể bắt được tên Bắc Minh đạo quân. Sao? Cái gì? Hỉ Khách đạo quân khiếp sợ nói. Không có khả năng đấy. Thật mà, vị Bắc Minh đạo quân này kín tạo ra Bắc Minh cung, hiện tại đã thống lĩnh không ít gia tộc, đối nghịch với 3 đại gia tộc chúng ta rồi. Quân sĩ mặc cái sắp này nói. 3 vị tộc trưởng đã hạ lệnh, hiện tại bất chấp nguy hiểm, không tiếc một cái giá lớn xông vào tổ địa, cố gắng từ trong tổ địa đạt được nhiều bảo vật hơn, như vậy mới dễ dàng đối phó với tên Bắc Minh đạo quân kia. Sau khi Hỉ Khách đạo quân tìm hiểu được một chút tin tức trong gia tộc, hắn lại càng thêm rung động. Hắn không nghĩ tới một lần bế quan mà gia tộc lại đến cục diện như thế này. Hỉ Khách đạo quân đứng ở trong thời không truyền tống trận, truyền tống trận sáng lên, hắn vẫn có chút nhíu mày, thì thào tự nói. Tên Bắc Minh đạo quân này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện vậy? Sao lại mạnh như vậy chứ? Xoẹt! Thời không chung quanh biến ảo, đợi đến lúc tất cả ở trước mắt đã sáng rõ, hắn đã tới tổ địa. Đến tổ địa rồi. Hỉ Khách đạo quân nhìn về phía bốn phía, bên cạnh hắn chính là một nhóm lớn người đồng lứa đóng quân ở đây, mà ở chỗ xa hơn thì là hư không mênh mông, bên ngoài hư không chính là rừng rậm ở bên ngoài. Ồ, Hỉ Khách huynh, Hỉ Khách đạo quân, người cũng tới rồi. Trong 6 gã đạo quân đóng quân ở đây đều đi tới nghênh đón Hỉ Khách đạo quân. Hỉ Khách đạo quân gật đầu nói, ta cũng vừa mới xuất quan đã biết được tin tức, cho nên mới tranh thủ thời gian phụng mệnh tới đây. Ai cũng không biết tên Bắc Minh đạo quân này làm sao lại tu luyện mạnh như vậy được. Hôm nay vô số đạo quân của 3 đại gia tộc đều ở bên trong tổ địa dốc sức liều mạng. Trong 6 gã đạo quân đang đóng quân ở kia cũng có người than thở, sợ là không được bao lâu 3 đại gia tộc phần đông đạo quân đều phải chết mất hơn phân nửa. Những gia tộc đê tiện kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện được một tên Bắc Minh đạo quân được vậy? Bọn hắn đều lắc đầu, bình thường bọn hắn đã quen cao cao tại thượng, ngay cả lúc các đại thượng đẳng gia tộc khác bọn hắn cũng đều khinh thường. Trong mắt bọn hắn, trừ 3 đại gia tộc bọn hắn ra, tất cả gia tộc khác đều là đê tiện. Bọn họ là kẻ thống trị tuyệt đối, thống trị tiêu gia vô số năm tháng như vậy mà thoáng cái đã bị Bắc Minh đạo quân dung chuyển địa vị, làm sao bọn hắn có thể không giận được đây? Chẳng qua là đối với Bắc Minh đạo quân, những đạo quân bình thường này chỉ có thể ca thán, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải là người mà bọn hắn có khả năng đối phó được. Ta sẽ đi vào trước vậy. Hỉ Khách đạo quân nói. Hỉ Khách huynh, cẩn thận. Có lẽ Hỉ Khách huynh có thể có thu hoạch rất lớn. 6 vị đạo quân đang đóng quân ở đây đều nói. Xoẹt! Một đạo thân ảnh lặng lẽ, không một tiếng động cũng đang tới gần Hỉ Khách đạo quân. Rốt cuộc cũng có một gã đạo quân đến, hơn nữa nhìn bộ dạng là muốn tiến vào bên trong rồi. Kỳ Linh nhìn người Hỉ Khách đạo quân này đi tới thông đạo,
Hắn nhanh chóng tới gần, không có ai có thể phát hiện ra được hắn. Mê hồn. Kỳ Linh thi triển ra pháp môn tâm lực, dùng thủ đoạn mê hồn của hắn, cho dù là Sử Vương cũng phải nhận ảnh hưởng. Loại tam bộ đạo quân nhỏ yếu này càng lập tức rơi vào trong trạng thái vô ý thức. Đồng thời Kỳ Linh cũng đem phạm vi 10 trượng chung quanh tạo thành bình chướng, làm ảnh hưởng tới ánh sáng. Nếu có người ngoài nhìn thấy, sẽ chỉ có nhìn thấy cách đạo quân vẫn đang hành tẩu rất là bình thường. Thu. Kỳ Linh lập tức thu hủy cách đạo quân vào bên trong động thiên. Hiện. Kỳ Linh thì lăng không hiện ra. Bất quá Kỳ Linh hiện ra thì lại có dung mạo giống hệt cách đạo quân như đúc. Chẳng những là tướng mạo, ngay cả khí tức còn phách chân linh cũng giống như đúc. Kỳ Linh lập tức giải tán bình chướng xung quanh, mắt nhìn ra xa xa, miệng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thi triển bình chướng bắt đi hệt cách đạo quân, tất cả chẳng qua chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi. Nhưng trong tích tắc này, nếu có đạo quân cố gắng cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện ra được một ít sơ hở. May mắn mà hắn không có bị phát hiện. Sau khi thu hủy cách đạo quân, Kỳ Linh lập tức bắt đầu phân ra một chút lực lượng, bắt đầu ở bên trong động thiên đưa ra câu hỏi. Đáng tiếc có chuyện có quan hệ tới nơi bí ẩn này, thì cách đạo quân đã lập lời thề bổn mạng, cho dù có bị mê hồn thì cũng không có cách nào nói được. Đành phải vậy thôi. Kỳ Linh hỏi thăm thì cách đạo quân không có thu hoạch, hắn chỉ có thể cắn răng một cái đi lên phía trước. Ông rất nhanh, Kỳ Linh đã đi tới khu vực có tầng tầng lớp lớp cấm chế kia. Hỉ cách huynh, ta đã thao túng tây tư pháp bàn, ngươi có thể vào. Một giọng nói ở trong cấm chế màu lam truyền đến. Sao, tây tư pháp bàn ư? Kỳ Linh lặng lẽ ghi nhớ, hắn chỉ biểu hiện ra là khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào bên trong. Quả thật tầng cấm chế màu lam này giống như mặt nước rung động. Kỳ Linh rất đơn giản đã đi vào bên trong, không có chút trở ngại nào cả. Phạm vi cấm chế cổ xưa bao phủ ước chừng sang mấy vạn dặm, tốc độ chạy của Kỳ Linh có chút nhanh, rất nhanh đã xuyên qua phạm vi của cấm chế. Hỉ cách đạo quân đã đến rồi, là hỉ cách đạo quân. Ba gã đạo quân chịu trách nhiệm khống chế tây tư pháp bàn đều cười. Mỗi một người ra vào thì bọn họ đều phải muốn cẩn thận kiểm tra. Bọn hắn không nhìn bộ dáng, chủ yếu là nhìn khí tức còn phách chân linh. Bọn hắn cũng sẽ không lo lắng tới việc hỉ cách đạo quân sẽ mang theo ai tiến vào, bởi vì mỗi một đạo quân trong ba đại gia tộc đều đã lập lời thề bổn mạng. Ở trên phương diện tổ địa, lời thề rất là hà khắc. Như Kỳ Linh vậy, mặc dù có dùng mê hồn thì cũng không có cách nào biết được bí mật ở nơi đạo tổ này. Hỉ cách đạo quân. Ba gã đạo quân đang khoanh chân ngồi ở phía xa xa, lập tức có một lão giả có chòm râu dài màu bạc cao giọng nói. Lúc trở ra nên cẩn thận, bên trong vô cùng nguy hiểm, rất nhiều khô lỗi đối với ba đại gia tộc chúng ta tồn tại địch ý. Đó đều là khô lỗi đế cấp cả. Một khi bị những khô lỗi kia đánh lén, như vậy chúng ta sẽ xong đời. Cảm ơn. Kỳ Linh gật đầu, nhưng trong đầu thì lại xẹt qua rất nhiều ý niệm. Bảo tàng của Tây Tư tộc mình tình thế bắt buộc phải có. Bất quá ra vào lòng núi dường như chỉ có thông đạo này mà thôi, mà thông đạo này còn có từng cấm chế. Ta muốn cướp đoạt bảo tàng, chỉ sợ sẽ bại lộ ra thân phận. Đến lúc đó bọn hắn sẽ bằng vào cấm chế này ngăn cản, như vậy ta căn bản sẽ không ra được. Kỳ Linh nhìn về phía ba gã đạo quân ở xa xa đang khống chế Tây Tư pháp bàn. Đợi giải quyết hậu hoạn ở đây thì ta mới có thể yên tâm đoạt báo. Khúc phủ đạo quân. Kỳ Linh mở miệng nói, đồng thời cũng đi tới. Hắn thân là cung chủ Bắc Minh Cung, địa vị cao như thế, hầu như tất cả các đạo quân trong phương thế giới này hắn đều biết rõ rành rành mạch. Có chuyện gì vậy? Lão giả có chòm râu dài màu bạc nhìn Kỳ Linh đi tới cười nói. Hắn không có một điểm phong bị nào cả. Xoẹt xoẹt. Kỳ Linh thì nhếch miệng cười cười, chấn động vô hình tràn ra. Lập tức ba gã đạo quân đang quanh chân ngồi kia đều cảm thấy có một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đang nghiền ép tới, khiến cho bọn hắn có cảm giác mê muội. Thân thể mềm nhũn ngã xuống một bên, mà thân thể của Kỳ Linh khẽ động đã đến bên cạnh ba gã đạo quân, một tay bắt về phía một cái la bàn kỳ dị đang xoay chung quanh ba gã đạo quân. Cái la bàn này màu nâu đậm, ở bên trên có một lượng lớn bí văn vô cùng phức tạp, từng tầng chấn động lấy nó làm trung tâm truyền ra, bao phủ phạm vi mấy dặm của thông đạo. Xung quanh còn có bố trí các trận pháp cấm chế khác, lấy tư tây tư pháp bàn làm hạch tâm. Lên. Kỳ Linh bắt lấy la bàn, mãnh liệt chộp ra một chảo. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ trận pháp tầng tầng lớp lớp mấy vạn dặm đều ầm ầm chấn động. Những người đóng quân ở bên ngoài cửa động đều không kìm lòng được quay đầu nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một ít đạo quân ở bên trong cũng cảm ứng được chỗ chấn động này. Không tốt rồi, là tây tư pháp bàn.
Ba ngân sắc giả hóa thành lưu quang từ trong lòng núi nhanh chóng lao ra, bắn thẳng tới chỗ của Kỳ Linh. Kỳ Linh chộp hai lần cũng không thể túm được Tây Tư pháp bàn này. Lúc này hắn khẽ đảo tay, lập tức lấy ra Bắc Khổng kiếm, trực tiếp thi triển ra một chiêu Trung Cực kiếm đạo Chi Tích Huyết, am hiểu phá hỏng trận pháp cấm chế, cũng là một chiêu có tính xuyên thấu rất mạnh. Phốc phốc phốc. Từ bên ngoài công kích trận pháp rất khó, thế nhưng nếu như ở trong trận pháp trực tiếp công kích trụ cột trận pháp lại dễ dàng hơn nhiều. Từng đạo sương mù hình kiếm liên tiếp đâm vào bên trên Tây Tứ pháp bàn, một ít trận pháp cấm chế kèm theo lập tức bị phá hỏng. Ầm ầm. Rốt cuộc Kỳ Linh đã nắm được Tây Tứ pháp bàn này, tóm lấy rất nhiều bí văn trận pháp. Bắc Hồng kiếm ở trong tay Kỳ Linh còn tùy ý phẫn nộ bổ xuống mặt đất ở chung quanh, đem một ít trận pháp khác phá nát đi. Thu. Kỳ Linh nhìn ba gã ngân sắc giả đang từ phía xa bay tới, hắn đem Tây Tứ pháp bàn thu vào bên trong động thiên của mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 228 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.